Tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đoạn đê sông Lô dài khoảng 10 mét qua xã Quyết Thắng được xác nhận bị dở do nước sông lên cao. Công tác giá đê đang được gấp rút triển khai. Trước đó, tại vị trí này có dấu hiệu của rò rỉ nước nên công tác di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng được triển khai nên không có thiệt hại về người. Từ khi qua 10 tháng 9, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng vận chuyển bao cát và đất đến vị trí dở đê. Các xe tải chở đá và máy xúc được huy động đến hiện trường để ứng phó sự cố. Đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin về tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở sau bão, kèm theo đó là tin đồn, thông tin không đúng sự thật, không chính xác về dở đê do mưa lũ. Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý những thông tin nếu cố tình đưa sai sự thật, đề nghị người dân theo dõi thông tin chính thống. Sáng qua, ngày 10 tháng 9, có thông tin trên mạng xã hội Facebook rằng Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ, dở đê, nước cuốn rất xiết. Thông tin này khiến nhiều người sử dụng mạng xã hội rất lo lắng, bởi đây là một xã nằm trên hữu ngạn sông Hồng. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai xác minh và khẳng định không có sự cố này. Trước đó, từ trưa đến tối ngày 9 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện rải rác các thông tin, dòng trạng thái hoặc hình ảnh, video clip với nội dung dở đê ở Tiên Yên, Quảng Ninh, dở đê Yên Lộc, Phú Thọ. Sau đó tiếp tục có thông tin dở đê Lục Nam, Bắc Giang và Thái Nguyên. Đến tối ngày 9 tháng 9, trên một nhóm có lượng thành viên tham gia khá lớn, tiếp tục có thành viên đăng thông tin dở đê Đầm Vông, đê Sông Hồng ở Yên Bái. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau khi xác minh thì các thông tin này đều sai sự thật, chỉ là tin đồn hoặc không phản ánh đúng bản chất sự việc. Ở tỉnh Bắc Giang có một vị trí tràn bờ bao, chứ không phải đê, với tin đồn dở đê ở Yên Lộc, Phú Thọ. Đại diện cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai cho biết ở đây không có đê. Về thông tin dở đê Tiên Yên tại Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này cho biết đây chỉ là đập đất do người dân tự đắp dựng để chứa nước tưới cho khoảng 1 hectare sản xuất nông nghiệp. Nước tràn vào nhưng sau đó rút dần